10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đã có văn bản phản hồi về việc đoàn của Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 làm 5 người chết. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, qua kiểm tra công tác quản lý vận tải, thì chiếc xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B01575 không phải do đơn vị cấp phù hiệu, biển hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải. Chiếc xe này có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có nơi quản lý, không có tên đơn vị vận tải và loại xe chưa phân loại. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam không kiểm tra công tác quản lý vận tải do đơn vị quản lý.